Chào tất cả các em. Trong cái tiết học hôm nay thì cô sẽ cho các em là kiểm tra nhé. Thì nội dung kiểm tra cô sẽ xoay quanh các cái bài tập mà các em đã được học trong cái thời gian vừa qua. Bài kiểm tra hôm nay thì sẽ gồm có hai phần nha các em. Phần thứ nhất là phần trắc nghiệm. Thì ở đây cô sẽ hướng dẫn cho các em là chúng ta sẽ phanh tròn vào câu trắc nghiệm là như thế nào. Các em chú ý quan sát nhé. Ví dụ như cô có cái câu hỏi là kết quả của phép tính 9.000 cộng 1.000 là, thì cô sẽ cho các em là 4 cái đáp án lựa chọn. Chúng ta sẽ tính cái kết quả này ra được bao nhiêu thì chúng ta sẽ chọn ra vào cái kết quả đó nha các em. Ở đây cô thấy 9.000 cộng 1.000 cô sẽ được kết quả là 10.000, thì cô sẽ là chọn đáp án A nha các em. Khi đó cô sẽ khoanh tròn vào chữ cái đặt trước kết quả đúng, là cô sẽ khoanh tròn vào chữ A nè. Các em không có khoanh tròn vào cái đáp án nha các em, mà các em sẽ khoanh tròn như cô như thế này. Phần thứ hai sẽ là phần tự luận. Thì ở phần này là 6 điểm, cô sẽ cho các em là 3 câu. Các em cố gắng là đọc kỹ đề, trình bày tập cho sạch sẽ, chữ viết và viết số là phải cụ thể rõ ràng nha các em, để cô dễ nhận xét. Tiếp theo nữa là về cách trình bày á, thì các em viết ra cho cô là câu hỏi nè, rồi viết luôn cho cô là 4 đáp án. Các em không có được viết tắt nha. Và phanh tròn vào đáp án đúng thì các em sẽ dùng bút chì để các em khoanh nha các em. Các em cố gắng thực hiện tốt bài kiểm tra nhé. Các em bắt đầu làm bài kiểm tra. Thank you.
Thank you.
Thank you.